Vào khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 7 tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo huyện Minh Hòa, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cùng với đội kiểm soát hải quan chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cục hải quan tỉnh Quảng Bình kiểm tra phương tiện đầu kéo mang biển kiểm soát 34C 24849 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 34R 02439 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam do Phạm Văn Tiến sinh năm 1996 trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương điều khiển đã phát hiện 287 kg pháo các loại cất dầu trên xe. Theo khai nhận ban đầu, số pháo hoa nổ và pháo bi do tiền mua từ Lào về Việt Nam để bán kiểm lời. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe có chứa 2 2614 kg gỗ trắc loài không có giấy tờ theo quy định. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành khám phương tiện, lập biên bản tạm giữ và niêm phong trưng cầu giảm đình tăng vật để điều tra xác minh làm rõ.